Quốc kìa. Hello, xin chào các anh em đang xem kênh Life Inspire Moto Vlog. Ngày hôm nay có một cái ban bệnh trên chiếc xe 4 bánh nha anh em. Thì anh em cũng đã thấy là mình bấm nút đề nè, không đề được, kêu tạch 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 tạch. Thì trường hợp này khả năng cao là cái bình ắc quy nó đã bị cạn kiệt bình nha các bạn. Thì đây là thực tế là cái bình ắc quy này xài cũng 4 năm hơn rồi các bạn. Và cái tình trạng của bình ắc quy này nó bị sụt áp quá nhiều rồi. Mình cũng đã cố gắng là mình phục hồi bằng sạc khử sunfat, tuy nhiên thì nó cũng không có hiệu quả mấy. Thì trong cái trường hợp như vậy, đề nổ không có được thì phải làm sao? Thì đây là một chiếc xe 4 bánh số tự động nha anh em. Số tự động thì không thể nào mà giống như là số sàn là anh em là gài về số 1 rồi đạp côn thả trớn rồi thả ra nổ máy được đâu. Thì trong trường hợp này chỉ có nước là anh em phải câu bình hoặc là kêu cứu hộ thôi. Và trong trường hợp này mình cũng biết trước là sẽ xảy ra chuyện này, cho nên là cũng đã thủ sẵn cái cục kích bình nè anh em. Đó, cục kích bình này mình cũng đã làm review cách đây cũng 3-4 năm gì rồi, xài cho tới bây giờ cũng vẫn còn ok. Tuy nhiên thì cái cục pin này nó có dấu hiệu bắt đầu nó phù lên nè ha. Đó, thì nhưng mà vẫn còn sạc được kích bình thường. Và bây giờ là mình sẽ biểu diễn thực tế cho anh em coi nha. Thì để mà kích cái này á, thì anh em chỉ cần gắn là cái cọc dương màu đỏ, màu đỏ vô đây trước, rồi màu đen, cọc đen thì anh em sẽ gắn vô cọc âm, hoặc để cho an toàn hơn thì anh em có thể là gắn vô mát sườn cũng được. Thì khi mà gắn đúng cực rồi á, cái đèn báo hiệu bên đây nó để chữ correct nè anh em, là đúng cực rồi ha. Và chúng ta có thể bấm nút boost để cho nó kích lên một, nó sạc cái bình cho nó mạnh lên một chút xíu. Kiểm tra ở đây còn được 4 vạch thì hy vọng là sẽ nổ máy được anh em. Và bây giờ mình sẽ nổ máy. Trong những cái tình huống này anh em cũng phải biết cách xử lý ha. Rồi, ok, như vậy là đã nổ máy được anh em. Thì những chiếc xe mà anh em xài bình ắc quy 3-4 năm trở lên thì anh em là cần phải lưu ý là kiểm tra cái tuổi thọ, cái sức khỏe của bình ắc quy. Những trường hợp bình ắc quy quá yếu rồi thì chúng ta nên chuẩn bị thủ sẵn những cái dây cáp để đấu nối hoặc là những cục kích nổ dự phòng. Rồi, như vậy là đã hoàn thành. Kết thúc cái việc này thì chúng ta chỉ cần là tháo cục đen ra trước, rồi cục đỏ ra sau. Đó, như vậy là xong. Chúng ta đóng nắp này lại. Rồi, đó, ok, như vậy là video đến đây đã hoàn thành rồi. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên là nhấn like, share, chia sẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.